chào tất cả các bạn nha, đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì mình đã đi tiếp tục đi lên nhà ông Sùng Nhiệt Báo nha. Hôm nay là mua ống nước với cả két nước lên cho để mà trưởng thôn lắp cho ông. Vì mấy hôm trước thì mình có bận công việc trong gia đình ấy, thì chiều nay có thời gian trở lên cho ông. Đi bạn này lên là sắp đến rồi. Két nước to hay là để thuê xe chở? Anh Quân, cái téc đấy là với anh bảo bao tiền đấy? Téc đấy là vào 1,6 triệu. 1,6 triệu à? Thế cả ống kia thì đưa anh cân mà mười mấy cân nhỉ? 17 cân. 17 cân à? Ống nước là nhân giá 22 à? 22, vào hơn 300 đấy. 38 rồi hả? 38, 308 tiền ống nước này. Với cả 1,6 triệu tiền téc nước. Tí nữa em gửi anh nhá. Thì nó về em gửi. Thoải mái đi. Là hôm nay là nhờ xe anh ấy chở lên luôn. Tí sẽ giảm tiền cước xe. Vượt được không đấy nhỉ? Không vượt. Chắc không vượt được. Đoạn kia trơn, đoạn kia đường đã sạt lở. Phải biết à, họ đang sửa đường. Chắc là vẫn được mà lần em xe lên chắc họ dừng ở đây thôi. Xem đường đó nhé. Ok. Đấy, đoạn này là đường là trước mưa to là bị sạt nên là họ đang sửa làm kè. Nên là chả biết là trơn là có đi lên được không. Cho y cát vào đường. Xe này họ để đây à? Chắc không lên được. Của cô giáo làm gì? Chắc là của cô giáo thôi. Đấy, đoạn này đường hôm nay mưa. Đoạn này hơi trơn đấy nhờ. Thì anh bám sát vào bên này một tí anh Quân ạ. Bám sát vào bên này. Đấy. Đoạn này đường rất là dốc. Mấy hôm mưa nữa là họ đang làm đường ở đây, đang sửa lại đường ở đây. Nên là trơn. Toàn đất đỏ. May quá, lên được không bị bám. May không bị ban nhờ. Gần như là chắc ban. Không, em bánh nó không ban vậy đâu. Bánh nó không bị trượt đâu. Vẫn đi được. Đấy, đề ba đấy. Nhiều người xịt đề ba là cái này đấy đúng không? Lâu lắm rồi. Đề ba lên dốc, đoạn này dốc lắm. Toàn phải số 1. Sắp đến rồi, qua đoạn đấy là đến rồi. Đoạn này trước chả lửa. Ừ, trước lửa đoạn trên này nhưng mà họ lại thông được rồi. Vì mỗi đoạn dưới này là lửa nhiều. Cái đêm mưa to thì lửa kinh lắm. Hôm đấy xe máy cũng không lên được mà. Thế sau bà con nó xuống đảo lại mới đi được đấy. Máy múc thì xa. Khu vực này thì rất hay lửa lắm. Trời mưa mà tí là lửa ngay. Đường trên xuống hay đi thẳng nhỉ? Đi thẳng nhỉ? Đây đi thẳng đấy. Đây lên thẳng luôn được. Phải trưởng thôn đến đây để xe đấy. Đấy, ông Táo đấy. Ông Táo đang ngồi đấy. Chào trưởng thôn nhá. À, hôm nay ông quét dọn sạch sẽ đấy chứ? Hay là em quét cho ấy? Ông quét à? Đấy, đồ đạc để ngăn nắp này cơ mà. Chào trưởng thôn nhé. Ông Táo gặp là chào ngay. Ông quay thôi. Mua tét nước lên cho ông anh ạ. Hay là ông có tét nước để dùng à? Vâng. Cho lên bể nó lấy. Đây là ống nước này. Ống này được không? Đủ không? Trưởng thôn. Được.
đoạn này hơn 100 mét rồi mà. Đâu đi ra đoạn ngoài này em, xem là cái nhà vệ sinh nhà. À cũng rộng đấy chứ nhà trưởng thôn nhỉ. Đấy, nhà vệ sinh. Tí sẽ tét nước thì sẽ lắp ở bên ngoài nhá. Đây nước xả van viết đầy đủ hết cho ông rồi đây. Nhìn cũng vuông vắn này nọ. Chắc xít đàng hoàng ấy. Đấy, ngon nghè hết rồi đấy. Thế này là ngon rồi mày. Đấy, cái kín đàng hoàng đây. Hôm nào có nước một cái là sạch hết ở đây mà. Một bên vệ sinh, một bên tắm à? Vâng. À đây hôm bảo là ở bên ngoài này là không chát được à? Vâng. Thiếu cát à? Thiếu cát anh ạ. Ờ, à, để phốt ở đây đúng không? Vâng, có cát chát. Thế là ông thải là ông dẫn thải đi sang đằng sau. Ông thải em cất ở đây nhưng vẫn chưa ra đây rồi nhưng vẫn chưa nối đi. À nối đi ra ngoài này. Đấy nước thải nhà tắm của ông là thải ở đây. Ừ. Đây là đấy ông là để test ở đây cho ông nhá. Test là em đặt ở đây. Ờ lắp ống ở đây cho ông. Đấy. Để cao bằng này. Tầm này. Thoải mái rồi. Test cứ để cao cao này này. Để cao lớn là mình. Đấy, tầm này thôi. Là cho ông xả xiết nó đảm bảo tí. Nước nuôi. Thế hôm nay xài đi đâu rồi? Xài hôm nay đi làm dưới Hà Giang rồi. Đi làm Hà Giang rồi. Gần tối nó mới về. Thế chả biết tí có lên nhà xài không nhỉ? Để tí anh gửi tiền. Gửi cả tiền công anh em làm với cả tiền hôm trước là mua ống hết bao nhiêu? Vâng, hôm trước là mua hết 700. Ống cả ống cả bệ. Ống cả bệ 701. Ờ. Cả ống ở dưới bể phốt này phải không? Theo dáng cất chứ. Thôi bên ngoài này nó mà thiếu cát thì thôi không chát cũng được. Thiếu cát anh ạ. Ừ, bởi vì anh còn giả xi thì cộng thêm một nửa ba phân một nửa thì hôm nào để làm cái chân tét cho ông nhá. Thế hôm nào mấy anh em làm giúp ông một buổi nữa nhá. Để trong này được mà. Sợ tối à? Ông ở nhà thôi chứ. Ông ở nhà thôi mà. Ờ thế thì để ống nước ở đây được. Ống này cũng chả ai lấy của ông rồi mà. Đào lên cà phê được chưa? Hả? Lên được chưa? Ông bảo sao? Cú lắm à! Ông bảo gì đấy? Ông bảo gì? Ông thích cắt tóc. Cú lắm à! Ông bảo gì? Ông bảo ông thích cắt tóc. Tự cắt đã? Cú lắm tự cắt kiểu gì? Ông đâu xem nào. Giỏi đấy. Đẹp phết. Chắc cái ông chỉ sợi nào dài ông cầm lên ông cắt thôi. Sao bảo rồi mới nhớ chữ mà chứ ơi. Em bảo sao? Thế để sang đêm nay em ăn chiều này em chưa đóng bây giờ thì mai em để. Ừ, mai làm sau thôi. Bây giờ cũng sắp tối rồi. Cứ để trong nhà này cho ông. Bảo ông ở nhà trông nhá, không lại xách đi. Ông mê ông đâu, ông không đi đâu. Trông là tí mai em rảnh với cả mấy anh em rảnh lúc nào thì là xuống lắp cho ông nhá. Sáng ngày kia hoặc là chiều ngày mai, sáng nay thì vẫn chưa có thời gian. Ờ. Chiều ngày mai hoặc là sáng ngày kia có thời gian. Chứ giúp ông đào xong là làm một tí rồi mà. Anh Quân là đi bán hàng này tiền thể trở lên đây luôn. Lấy chậu thôi nhở? Anh có chậu không? À đây đây. À có rổ thôi nhở? Chậu ở trong. Chậu tiết ở trong cả. Lấy cho ông một cái chậu để ông rửa rau. Đấy, cái này cho ông luôn. Thôi cái này tí em sẽ gửi tiền hết cả tiền tiền tét nước với cả tiền ống cho anh. Cả tiền đây. Cước xe nữa. Thôi, cho cái này. Hai cái này anh nhá. Ừ. Hai cái này tí em gửi tiền. Ôi dồi ôi. Một cái rửa mặt. À, yeah. Cái gáo không lấy à? Ờ lấy một cái gáo đấy anh ạ. Gáo nhựa ấy. Anh Quân này cũng là bán đồ nhựa. Nồi niêu song chảo. Nên là đấy cả bát này. Ừ.
Ông có thiếu bát không? Không, bát thì ông thừa rồi, hôm trước em mua lên rồi. Anh có khăn mặt không? Thế anh lấy cho em một cái khăn mặt nữa để cho ông rửa mặt. Tích nước ông có rồi này. Bát auto các kiểu là đủ hết rồi. À, anh lấy cho em một kiện mì tôm luôn. Đủ hết rồi. Bảo ông bảo là chả biết anh ông có mì tôm không. Nếu hôm nay anh lên anh mua thức ăn lên cho ông sau. Cái hôm cái hộp trước anh mua còn không. Hôm nay thực ra anh lên vội quá nên anh chẳng mua thức ăn được cho ông. Nó qua mà lý do khai tôi đâu có nồ. À, trưởng thôn vào vào đây anh bảo. Trưởng thôn vào đây anh bảo. Anh vừa lấy cho ông cả hai cái chậu này. Vâng. Bảo ông là một cái nào rửa rau riêng, rửa mặt riêng nhá. Đừng có rửa chung lẫn lộn bẩn nhá, bảo ông thế. Cho nên là nó bắt nhìn rau cho mùa. Có ít lúc con cho một chậu rau rồi, ít lúc con rửa mùa này, có chỉ xói dùng ok á. Ừ. Bảo ông dùng chung, bảo thế. Có chỉ xói nhì dùng nhiều, lúc nào mà có đá đây này, giúp cô ta này. Ừ. Cho ít lúc nào có cho ông dùng tỉ này. Chào rau thế này, chỉ cho mỗi ok kéo. Ông có biết sử dụng nhà vệ sinh không? Có bộ phao dòng ở trên. Không thì à. Ông có biết không? Không biết à? Đấy, bảo ông là hôm nào có nước rồi xong là bảo ông là rửa rau ấy thì sẽ làm sạch sẽ vào nhá. Đi vệ sinh các kiểu bảo ông cách xả nước. Có van khóa ở đấy rồi bảo ông xả cho nó sạch sẽ đảm bảo. Ông vẫn có cái chậu tôm này. À chà. Mì tôm với phở à? Ông nấu nhanh đấy nhỉ, nấu cơm. Được khai túi không? Được điện thoại. Đấy, cái tiền tét nước này là của chú Út ở Canada. Chú có gửi giúp ông Báo 2 triệu thì hôm nay mình mua vào hết đây rồi. Cái đấy ở trong cái máy bia đấy. Xong là cái... Đâu tiền vật liệu đây à? Ống sắt à? Ống 90 à? Cái gì đây? 4 đầu cua à? À 160.000 à? Bệ ngồi... 250.000 một cái bệ ngồi cả. Cái này là xe cán mua rồi, em mua mấy cái này thôi. Em mua có mấy cái ống này này. Ống này là mua một cây gần 2 cây. Gần 2 cây à? Đinh dây thép 20 tổng là 710 à? 710.000. Ok. Với cả tiền công của anh em là bảo là 3 triệu phải không? Vâng, tiền công thì 3 triệu của anh em là 3 triệu. Không lợi thì nghỉ công an thêm 700.000 thế là tổng là 3 triệu 700.000 à? Vâng, 3 triệu 700. Sợ lớn hết tiền rồi. 3 triệu 700. 1 2 3 triệu này. 2, 4, 6, 700. Đây, chỉ hơn cái. Sáng nay định đi lên rồi nhưng mà mưa to quá, không lên được. Em bảo là chiều cạnh mới lên. Đủ chưa? Lên được. Đủ nhá. Thế là xong nhá, thế là hôm nào bọn em phải nhiều luôn hôm nào bọn em phải hộ ông một buổi đấy nhá. Vâng. Thì là coi như là không chát ở ngoài nữa thì vẫn giả bọn em 3 triệu nhá. Tốt thống nhất là chát cả mặt trong mặt ngoài. Đúng không? Là không đủ cát. Không đủ cát thì thôi. Nó ở bên ngoài nó không cần thiết nên là cái này là ok rồi. Anh thấy ok rồi. Đấy thì mai em vẫn đưa vào đây cho ông xong là ok nhá. Vâng. Là cũng cho thêm mặt với ông cảm ơn
các cô với lại các bác với lại các anh chị cũng quan tâm đấy không? Vâng, có rất nhiều người ủng hộ ông. Đấy, ủng hộ từ tiền mua thức ăn này nọ thì anh đi vào, anh sẽ đi vào đây anh sẽ mua cho ông. Những người nào ủng hộ tiền đấy. Đấy, bởi vì là bây giờ mà đưa tiền mặt cho ông khoảng 1-2 triệu thì ông cũng sợ này nọ. Ta đã lấy của ông đấy, còn cái tem nước này là của chú Út ở Canada. Đấy, tiền ống này là hôm nay chi phí lên đây là hết hơn 2 triệu cơ, nhưng mà chú ấy có giúp ông báo 2 triệu để mà tiền mua cái đồ này. Nha, đây em còn đi. Xong rồi đây cả cái thư ký tối. Để mua đây nhá. Vâng. Mua chê. So sánh rồi. Mua chê. Cảm ơn nhau. Rồi. Lên ngày hôm nay lên mình sang nhà anh. Hôm nào lên thì anh vào sau nhá. Chào các em về đây. Mù chê. Mù chê. Dạ. Mày chỉ luôn. Đấy, hôm nay thì đã mua két nước lên cho ông rồi. Mấy hôm nữa sẽ trưởng thôn, ngày mai ngày kia là ngày mai trưởng thôn bận, ngày kia là trưởng thôn sẽ lắp cho ông két nước xong. Trời lại sắp chuẩn bị mưa hay sao à? Mây kéo đến đen xì à? Tí mưa là sợ không đi xuống đoạn này được. Rất là trơn luôn. Nên là phải về gấp. Sáng nay ô tô ở dưới kia cũng mưa. Ở dưới kia mưa thật rồi. Mưa trắng xóa rồi kìa. Đoạn này làm đường đi đâu đây? Đoạn nào? Đoạn này. Đoạn này á? À? Đoạn này không biết được, đoạn này hình như đường đi vào rừng thôi. Cái này trước nó bị lở xuống đây này nhỉ. Cái đợt mình lên đấy. Không trơn mấy đâu mà bây giờ ấy nhỉ. Hôm nay cái xe này lái này bị ấy đi. Anh đi quay đầu cho chị đấy. Chú quay kê, đi. Kê bánh này sau lên. Chú quay đi. Đặt lùi ra đây để quay này. Đúng không? Chú đi được mà. Em vào đây này. Đi giúp chị một tí. Chị giáo viên là không dám quay đầu xe ở đấy. Sợ. Không dám lùi. Không dám lùi. Vì đoạn đấy nó hơi dốc. 12%. Sai. Đâu, chị quên rồi mà, để ở đây cho đỡ vướng thôi. Tôi. Chắc em không phải đi nữa nhá, anh đi quay cho chị nhá. Lái đi, anh xin nhan cho. Hay anh không biết lái xe. Đơn giản mà. Dân lái xe mà không biết lái xe. Đấy, anh cộng xem cả tất tần tật đồ hết bao tiền. Đấy, nước một cả một chiếc này 1,6 triệu. Gì à? Ống nước à? Ống nước. Ống nước. Ống nước là 17 cân à? 17 nhân 22. Mì tôm. Mì tôm với cả hai cái chậu nữa. Đấy, một, đấy, cái gáo, một cái gáo nữa. Rồi. Anh tổng nha, cộng anh. Bao nhiêu anh? Hết 2 triệu. Cả tiền xe của anh nữa. 0,75. Tiền cước xe nữa. Cước xe. Cước xe anh lấy bao nhiêu thì cộng vào.
cước xe anh lấy 200 gì? Ừ. Cộng vào luôn. Thế là 2.275.000 à? Rồi. 2.275.000. Một triệu này. 2, 4, 6, 7 này. 8, 9, 10. 2 triệu này. 1 triệu. Hai trăm này. 75 này. 75. Đủ chưa anh? Đếm lại xem nào. Đây. Tiền đàng hoàng này. 1. Đếm đủ nhá. 20. Ở đâu? 1, 6, 8. 2.275.000. 100.000 nữa đây. Còn thừa 15.000. À 25.000. Đủ nhá. Rồi ok. Xin gì? Tiền của anh chứ tiền của em đâu. Chả đủ đàng hoàng chứ. Đây anh gửi lại tiền thừa này. Rồi. Em xin nhá, cảm ơn nhá. Thế bây giờ em phải về đây nhá. Mệt quá. May về đến đây mới mưa nhờ. Đấy. Uống nước ra vội gì. Thôi thôi thôi. Đã nào cũng tối rồi. Tí về còn nấu cơm nữa. Đây, ta kiểm lại không. Thôi nhìn thế là biết à.